Good morning mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Thì mai Tiên đã quay trở lại với một video mới. Video mà mình sẽ làm một video week working của Tiên, là Tiên sẽ cho các bạn xem là một tuần làm việc của Tiên trong công ty như thế nào, để rất là nhiều bạn muốn biết. Và ok, thì bây giờ Tiên sẽ tắm rửa, gội đầu, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đi làm thôi nha mọi người. Thì hôm nay Tiên sẽ ăn đồ ăn mang ở nhà thấy. Để Tiên sẽ show cho mọi người thôi, là hôm nay Tiên ăn cái gì vậy? Thường thường á là ở nhà Tiên hay phát cơm cho Tiên trước. Và buổi trưa thì Tiên sẽ ăn, hôm nay Tiên ăn cơm gạo lứt với lại xương. Ok mọi người, bây giờ Tiên sẽ ăn nha. Tại vì hôm nay có khá là nhiều việc cho nên là Tiên ăn xong Tiên sẽ phải edit một cái video khác nữa. Tận dụng buổi trưa này Tiên sẽ không ngủ và Tiên sẽ edit. Ok mọi người, thì Tiên đã vào rồi và bây giờ Tiên sẽ có hẹn đi ăn với lại bạn Tiên, với Shane, với Thiện và cũng như là người bạn của Tiên. Yeah. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn ở Home, là một chỗ quán chay rất là ngon ở Sài Gòn, cho nên là let's go. Ủa? Tới sớm quá nè. Thường thường là phải đợi một tiếng đó, hôm nay được tới sớm nha. Tiên hẹn 6 giờ rưỡi, còn bây giờ là 7 giờ. Không có, tại vì bạn Tiên đi lộn đường mọi người, chứ không phải tại Tiên. Mọi người đã quay lại với mức fan của mình. Thì tụi mình đã tới chỗ ăn rồi, thì Tiên xe vẫn chưa tới mà Tiên hẹn sẽ 6. Wow. Ủa gì vậy? Bé, xe vậy bé? Bé kia đâu? Bé kia hả? Hay lắm, hỏi mấy giờ tới xe. Ủa? Hỏi mấy giờ tới xe, 6 rưỡi xong mới cười ha, mới đang đi. Tất cả đó mọi người, tất cả mọi người ơi, đó. Thấy không, mọi người thấy không? Không, em không muốn được. Trời ơi, mấy nhìn đẹp quá, sorry nha mọi người. Tiên đi làm nguyên ngày, nhìn mặt Tiên hơi ghê. Còn bị đón sai chỗ. Ủa cầm. Wow. Không biết luôn á. Là không biết. Ủa đi đâu vậy? Tao thề là không biết, là bị chạy đâu vậy? Đi ăn cay hơn mà mặc đồ đi Home hay gì vậy? Mọi người, tụi mình đã ăn xong rồi và bây giờ tụi mình sẽ đi về nha. Về Tiên sẽ về và hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Bye. Xin cảm ơn. Sẽ ăn cơm. Sao không? Có vấn đề với không, em rồi. Mình đang xem Tiên thôi. Xem gì? Xin chào mọi người. Ok mọi người, bây giờ để Tiên xem thử hôm nay Tiên ăn cái gì. Ok, hôm nay Tiên sẽ ăn quá thịt bò và khoai tây nha mọi người. Ủa chị, đi đâu vậy? Gì đây? Cái gì vậy? Thank you.
một cái cà phê để là học tiếp mọi người. Tiên đợi của Tiên chỉ có sáng chiều là học thôi, mọi người coi cái video Working Week thì mọi người thấy Tiên đi làm sáng chiều. Và bây giờ Tiên đang học cho một cái bộ sưu tập mới nhất Hussory sắp ra mắt cho mọi người, là sinh nhật của Hussory 5 tuổi vào tháng 10. Còn tuổi rồi mọi người ơi, follow Hussory nha mọi người. Thì khi mà đạt 30,000 follower thì Hussory sẽ có một cái giveaway cực kỳ lớn. Ủa? Cực kỳ nhá. Chương trình ta không biết luôn. Không ai biết hết thì không biết luôn. Chương trình chủ không biết luôn. Ok, thì Tiên vừa mới họp với Hussory xong rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn. Và hôm nay tụi mình sẽ ăn một chỗ tụi mình cũng rất hay ăn, là Hot Pot Sì To rồi. Thiện trả mọi người nha. Yeah. Yeah. Ok, thì Tiên đã vừa mới đi ăn với Thiện về rồi. Và bây giờ Tiên vừa mới remove makeup xong và đi ngủ. Và ngày mai lại là một ngày mới, thứ năm đi làm. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha, bye bye. Tiên sẽ ăn trưa, sau đó thì Tiên sẽ nghỉ ngơi một chút xíu và chuẩn bị cho buổi làm việc buổi chiều ngày hôm nay. Anh ơi, cái gì ngon quá vậy? Anh có cho em ăn không? Em có thể ăn. Ăn tưởng tâm tưởng. Quá là ngon luôn. Mọi người ơi, đây là đậu hũ nha mọi người. Đậu hũ này đậu hũ đặc biệt. Sao? Đặc biệt sao? Ok, hôm nay Tiên ăn gì? Hôm nay Tiên ăn gì? Nó là một ẩn số mọi người. Tiên vẫn chưa biết. Tiên ăn thịt kho. Trời ơi. Không phải ăn cái đó này. Ok, bây giờ Tiên sẽ ăn nha mọi người. Bye bye. Thì chiều nay mọi người có gọi cho Tiên một ly Highland. Đây, bây giờ Tiên sẽ làm tiếp. Ok, thì Tiên đã vừa mới về nhà from work rồi mọi người ơi. Và bây giờ Tiên sẽ thay đồ và đi xuống ăn cơm. Thì hôm nay Tiên không có ăn ở ngoài, Tiên sẽ ăn cơm ở nhà. Cơm nhà nấu nha. Yeah, mệt quá. À, với lại Tiên muốn cho mọi người coi cái outfit này Tiên mặc. Thì cái áo hôm nay Tiên mặc là Tiên mặc Tiên mua ở bên Thái Lan, ở tiệm nó tên là Alan, nó là tiệm của Hàn Quốc. Còn đây là chiếc váy MV Tiên của Hussory, Tiên vừa mới restock cho mọi người. Đây là chiếc váy bán chạy nhất, cho nên là nếu mà mọi người ai muốn nha. Bây giờ Tiên sẽ xuống ăn đây. Ok, let's go. Ok, hôm nay Tiên sẽ ăn cá hồi. Cái này là gì vậy cô? Cá thô chiên. Yes. Tiên đã ăn xong rồi, bây giờ Tiên sẽ skin care nha mọi người. Ngày mai thì là Tiên là thứ 6, Tiên có xin off ngày mai tại vì dạo này Tiên khá là stress, cho nên là Tiên muốn dành một cái khoảng thời gian dài chút để nghỉ và làm những cái điều mình thích. Cho nên là ngày mai Tiên sẽ sáng thì Tiên sẽ đi học nhảy với lại một cái chị này. Tiên dạo này Tiên đang rất là hay thích học, chị Shin. Và ok, hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai nha. Bye bye. Good morning mọi người, hôm nay là ngày thứ 6 và hôm nay Tiên sẽ ăn mì sườn. Bây giờ thì Tiên sẽ ăn một lần nghỉ ngơi chút xíu, sau đó thì Tiên sẽ có hẹn với cô giáo dạy tập nhảy cho Tiên vào lúc 11 giờ, cho nên là sẽ ăn và nghỉ một chút xíu. Ok. Ok, Tiên đã thay đồ xong rồi và bây giờ đang đợi Thiện qua để một cái tin rất là vui mọi người, phòng tập đã có người tập rồi. Thế nên là tụi mình sẽ về nhà Tiên. Đây là chị Shin, cô giáo của Tiên mọi người. Hi. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ về nhà. Tiên nghĩ là nhà Tiên có đủ chỗ. You.
thì Tiên đã vừa mới tập nhảy xong cùng với chị. Bây giờ tụi mình sẽ đi một cái cà phê khá là đẹp ở Sài Gòn. Chào anh cùng nhau. Hôm nay mình đi cà phê gì ta? Ok mọi người, thì ok bây giờ tụi mình start chứ. Thì cà phê đây gọi là 11 11 11. Mỗi giờ có mọi người. Không gian cũng khá là ok. Joy and pleasure to millions of music lovers. Cái hiện tại hiện nay Samuji rồi, nhưng mà hiện tại thì đây không có bàn bên trong nên là đang ngồi bên ngoài. Ở đây thì giống như là nó là một quán đồ nướng của Nhật. Mọi người, thì Tiên đã đi ăn về rồi và bây giờ Tiên sẽ chuẩn bị đi ngủ đây và Tiên sẽ remove makeup và chuẩn bị skincare. Ok. Bốn ngày làm việc của Tiên có nghĩa là ngày hôm nay thì khá là rảnh một xíu, nhưng mà ba ngày vừa rồi thì là ngày làm việc khá là cực lực. Và Tiên cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video lần này, và Tiên mong là sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới. Nếu mà mọi người thích thì nhớ subscribe cho kênh Tiên, like Tiên trên YouTube cũng như là follow Tiên trên Instagram nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại.